Inter Miami báo tin kém vui về Messi. Inter Miami dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn tới khi thiếu vắng chân sút chủ lực Lionel Messi. Sau chuỗi ngày chinh chiến ở các giải đấu cúp, Inter Miami đã trở lại vòng quay MLS vào Chủ nhật vừa qua, với chiến thắng 2-0 trước New York Red Bulls trên sân khách. Messi tiếp tục lập công với bàn thắng ở phút thứ 11, giúp đội nhà nối dài chuỗi bất bại lên con số 9. Tuy vậy, Inter Miami dự báo sẽ sớm trở lại những ngày tháng khó khăn khi Messi sẽ vắng mặt 3 trận để trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina thi đấu ở vòng loại World Cup 2026. Messi sẽ bỏ lỡ ít nhất 3 trận đấu trong năm nay và năm tới sẽ tương tự như vậy. Và chúng tôi cần hiểu rằng khi anh ấy không ở đây, đội vẫn cần phải đạt được kết quả, huấn luyện viên Tata Martino thông báo trên trang chủ Inter Miami. Theo kế hoạch, Argentina sẽ trở lại thi đấu vào ngày 8 tháng 9 khi họ gặp Ecuador trong trận đấu vòng loại World Cup 2026. Inter Miami chỉ chơi 2 trận MLS từ nay đến lúc đó, gặp Nashville vào ngày 31 tháng 8 và gặp LAFC vào ngày 4 tháng 9. Liên quan tới Messi, trang chủ Inter Miami xác nhận Thiago Messi, con trai cả của Messi sẽ gia nhập đội U12. Cậu bé 10 tuổi là một trong 150 cầu thủ sẽ thi đấu cho các đội trẻ khác nhau của Miami trong mùa giải này và là một trong 35 cầu thủ mới tham gia chương trình học viện của câu lạc bộ. Đội U12 của Miami sẽ thi đấu ở Florida League Academy mùa này. Các đội lớn hơn sẽ thi đấu ở các giải MLS Next. Trong quá khứ, Messi tiết lộ tài năng của cậu con trai yêu quý, Thiago là một tài năng đặc biệt, rất tốt. Còn Mateo, cậu nhóc là một nỗi rắc rối thực sự. Mateo khá tệ nhưng thuận chân phải, cũng biết chút ít về bóng đá, có lực sút khá tốt nhưng còn quá nhỏ. Thiago thích xe và bóng đá. Tuy nhiên, thằng bé chỉ chơi được chút là đã mệt rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.